Vâng, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài phong. Thì một số bạn sẽ bị lỗi phong này là trường hợp hy hữu. Vậy thì để làm sao fix cái lỗi đó thì chỉ có một cách là các bạn phải cài thêm phong vào. Thì phong mình đã chuẩn bị sẵn, các bạn vô trong phần mô tả trang, các bạn chọn một trong hai link này. Thì các bạn sẽ thấy được cái file phong mình đã úp sẵn. Mình để nó ở trong cái thư mục phông chữ, và cái file là một file phông.gb, dung lượng của file là khoảng 26 MB. Thì bên OneDrive cũng sắp xếp thư mục y hệt như vậy. Thì sau khi các bạn tải cái file phông nó về thì các bạn cần phải có WIRA để giải nén file này. Các bạn nếu bạn nào đã có WIRA thì có thể giải nén ngay lập tức, và nào chưa có thì xem lại các video cũ của mình. Các bạn chuột phải chọn Extract to Phone. Các bạn sẽ có được một cái thư mục chứa rất là nhiều tệp tin. Thì các bạn hãy chọn hết tất cả các tệp tin này. Phương pháp chọn hết: cách 1, các bạn nhấn vào tệp tin đầu, sau đó các bạn kéo xuống dưới cùng. Các bạn giữ phím Shift và các bạn nhấn cái cuối cùng thì nó sẽ chọn hết. Cách 2, các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl A để chọn hết. Sau đó các bạn copy, tiếng Việt là sao. Sau khi các bạn đã nhấn copy, các bạn vào trong ổ đĩa cài đặt Windows, ổ đĩa hệ thống. Nhận biết ổ đĩa hệ thống là ổ đĩa hệ thống sẽ có một cái logo ở đây. Đối với Win7 sẽ khác, còn Win XP thì không có. Các bạn tự kiếm lấy. Các bạn vào thư mục Windows, các bạn vào thư mục phông, các bạn chờ một tí. Sau đó các bạn nhấn Ctrl V, hoặc ở đây thì các bạn có thể nhấn Ctrl V hoặc dán, hoặc là paste đối với tiếng Anh. Ở đây mình đang xài Win tiếng Việt nên nó là dán, trong tiếng Anh nó là paste. Các bạn nhấn vào, nếu nó hiện ra bất cứ bảng chọn gì, các bạn nhấn Z hộ mình. Nếu nó không muốn hiện lại thì các bạn nhấn vô cái dấu tích ở phía bên trái chữ Z. Các bạn nhấn Z thì nó sẽ không có hiện lại cái bảng đó nữa. Và sau khi các bạn đã cài xong phong, các bạn cần reset máy bằng cách khởi động lại máy. Sau khi khởi động lại máy, các bạn vô phần mềm HTKK sẽ không bị lỗi phong nữa. Ngoài ra, một số trường hợp các bạn bị lỗi chữ khi các bạn gõ dấu, thì cách fix lỗi gõ dấu đó là các bạn chuột phải vô phần mềm Unicam, chọn bảng điều khiển, các bạn chọn mở rộng và các bạn đánh vào dấu tích. Luôn sử dụng clipboard cho Unicode. Lưu ý, sau khi sử dụng xong phần mềm HTKK, các bạn cần phải bỏ ngay dấu tích này đi để tránh việc chat Facebook hoặc đánh cuộc sẽ bị lỗi phông chữ. Xin cảm ơn.